Lên xe đi bạn ơi. Yeah. Bạn lên xe đi, bạn cứ lên đi, không ngại đâu. À, đúng rồi. Thôi cái đổi đi cho đàng hoàng, đã lên xe là em đi giày này không ngồi đổi đi giày này nó cao quá. Cao lắm. Ừ. Bạn ơi lên xe đi. Nay mình sẽ hướng dẫn bạn gọi là siêu siêu hot girl sử dụng cái xe GLC 200 này. Ua. Mọi người thấy không? Bình xịt của mình bán nó có mặt ở mọi nơi mẹ luôn này. Có ở trên cái xe này luôn này. Xịt. Chỉnh lại ghế cho nó phù hợp với cả kính. Yeah, nhưng mà trời nó cũng không tối lắm đâu, em không cần đeo kính đâu. Nhưng mà đeo vào em sẽ bị không nhìn thấy đường. À, mua cái này còn nhớ ghế đúng không? Vâng ạ. À, bây giờ đầu tiên là sẽ chơi luôn cái chế độ lùi xe ra nhá. Cái này đang để không biết là chế độ lái đang để là cái gì. Và để comfort thì lái cho nó đàng hoàng, không để sport cộng nó hơi kinh. Cái này em ấn vào cái nút này. Dạ. Ấn vào nút này. Bây giờ là em chưa cài seat belt. Tự động luôn đúng không anh? Ừ. Lên xe là phải cài seat belt luôn. Em tiến lên một tí. Ê, tức là đi vào đây. Đi vào đây. Ý à, đi. Đây thì cái chế độ này nó cũng chỉ để cho vui thôi, nhưng mà mình lái một cái xe nó có thì không tội gì. Em tiến vào đây từ từ thôi, tiến vào từ từ, tiến vào đầu xe kia. Tiến thẳng vào trong kia kìa. Em cứ em lùi thẳng ra đi, em lùi thẳng ra đi, lùi thẳng ra. Lùi thẳng hết ra, xong rồi tiến. Đây này, đấy, xong rồi vắt vào đầu hai cái xe này này. Ừ. Đấy, cứ lùi đi, cứ lùi đi, cứ lùi đi. Không, đừng cắm đâu, đừng cắm đít vào, cứ lùi thẳng đấy. Đấy, lùi thẳng ra nó song song vuông góc với cả cái xe anh kìa. Vẫn là vào cái chuồng này rồi không à? Em cứ em cứ lùi đi, em để cho nó nhận nhá, xe đen này nhá. Ừ, xe đen này cũng được cho dễ. Rồi tiến lên. Đi qua rồi đấy. Đây đấy nhá, bây giờ nó đã hiện lên chữ P rồi, em bắn vào đấy. Vâng. Rồi bây giờ em chọn số lùi đi. Rồi em bỏ phanh nha. Ôi em hủy mất rồi. Vì là em bấm vô lăng là sẽ bị hủy luôn. À. Đi đây ấy lại. Rồi em lại tiến lên đi, ấn nút tiến lên, ấn số tiến lên. Rồi, tiến lên một tí. Không, lùi lại. Phải lùi lại một tí xong rồi tiến. Để nó nhìn thấy đỗ chỗ này. Không, em cứ lùi đi, em cứ lùi đi. Nhìn lúc nãy mình đi vào. Đầu xe nó bằng đầu xe đen này kìa. Rồi bây giờ bắt đầu lùi hẳn đi, lùi hẳn đi. Rồi tiến. Em thấy tay lái nó rất là khỏe cái lúc đấy. Ừ không, em cứ nó bảo em bỏ tay ra thì em cứ mạnh dạn em bỏ tay ra thôi. Rồi em bấm rồi, em bấm nút P, ấn vào chữ P này. Xác nhận này. Rồi bây giờ em lùi, em chọn lùi đi. Em chỉ để chân lên phanh thôi, em chọn số lùi. Em đẩy lên chọn số lùi đi. Rồi, em bỏ hết ra. Em cứ để chân lên phanh thôi, nó sẽ tự. Đấy. Ui ui, em có phải phanh không? Không, em không sợ. Không gì phải sợ cả, cứ để cho nó tự. Nếu như mà nó lùi sát cái đống gạch đằng sau quá thì em phanh. Không, không, không sợ, kệ đừng có sợ tay vào. Đấy. Ui. Đấy. Ui.
nó sẽ lùi vào. Wow, đẹp luôn rồi, đấy nó tự phanh luôn đúng không? Wow, P luôn. Xong, đây là hỗ trợ kết thúc đấy. Bây giờ nó sẽ em này, à đây nó em chọn này. Vâng. Nó sẽ đánh xe lái ra đánh xe em nhá. Ví dụ vâng, mình muốn rẽ xe bên này thì mình chọn hướng bên này. Vâng. Mình muốn rẽ bên kia thì mình chọn hướng bên kia đúng không? Bên này đi. Ờ đấy, rồi. Em lên D đi. Lên số D. Rồi, bỏ tay ra, chỉ để nó phanh thôi. Đấy, nó sẽ tự nó đánh ra cho mình. Ôi. Đấy. Nó đi đường này. Ừ. Và nó bật xi nhan luôn. Đấy, hủy là xong rồi. Thật ra cái tính năng này nó chỉ dành cho những người mà không biết lái xe thôi. Em biết lái xe này rồi chắc cũng chẳng bao giờ cần cả. Nhưng mà nó lùi chính xác ấy. Ừ. Lùi chuẩn thế gì? Nó lùi rất là chuẩn. Thì nếu mà ở dưới hầm mấy đỏ hay gì. Đúng rồi. Nếu mà ở dưới hầm thì càng tiện hơn. Dưới hầm thì nó chậm thôi, ép sát ở bên này, ép vào bên này. Để ấy, đây một lần nữa nhá. Kia nó đang có người. Rồi. Rồi tiến vào đây. Tiến lên. Anh tiến vừa bật cái này. Anh bật rồi, ấn vào cái nút này rồi. Ừ. Tiến lên. Đây nhá, ô này nhá. Ừ, thì nó phải nhìn này đã. Khả năng nó vẫn chưa nhìn thấy cái ô đấy. Rồi, đấy, chọn đi. Lên R, lên R đi. Rồi, bỏ chân ra. Nhớ phanh ấy. À, nó lại cắm đầu vào chứ nó không lùi đi vào. Anh ơi, em đang tập lái đấy, anh tránh ra không ngó là nguy hiểm lắm. Đây này, anh nhìn thấy cô ấy có lái gì đâu. Đang tập. Đấy nhá. Nó lùi vào cái ô này, cạnh cái VinFast này. Đang đâu nó sẽ cắm đầu vào chứ nó không lùi đi vào. Khả năng là cắm đầu vào thì dễ hơn. Đúng không? Con này nó chỉ chọn cắm đầu thôi. Ừ, cứ đỗ là được. Không sợ, nó căn rất là chuẩn rồi. Sao? Chuẩn luôn. Bây giờ mình lại xin nó lùi ra cho mình chứ. Ôi ơi, hình như là nó chưa thẳng. Nó chưa, tức là chuồng chưa thẳng. Chưa vào chuồng thẳng, đánh nhau nó sẽ tự lùi ra và nó vào lại. Nó đánh sang bên này một tí cho nó đẹp hơn. Với cả để cho bên này ra dễ hơn. Ừ, bọn này cầu toàn thế nhỉ. Úi giời. Ôi, đẹp lắm rồi đấy. Ừ. Đấy, rất là P vuông. P rồi, ok. Xong. Bây giờ mình lại bảo nó đi ra cho mình thôi. Mình lùi nhá. Ừ, không, đây lại ấn vào đây. Vâng. Đấy, thì mình rẽ sang bên kia đi. Ừ, rồi. Lên xoay R đi. Rồi, nó sẽ lùi ra cho mình. Ui, tiện thế. Tiện không? Đùa chứ, em thích tính năng này ấy, chứ không phải là bất tiện hay gì đâu. Nhưng mà em phải quan sát, vì em sẵn sàng phanh. Bởi vì là ví dụ như là ở đây nó vắng thì không sao, nhưng mà ở ngoài đường hoặc là các thứ này kia thì nó, ấy, nó đây cái này nó chọn là rẽ sang bên kia kìa, nó sẽ là cả một vấn đề, bởi vì rẽ sang kia mình chắc chắn mình phải phanh lại. À, đúng không, mình chọn đường đường ra hơi sai. Thôi em phanh nha. Ừ, không, từ phanh đấy. Nó lại đòi gì đấy. Nó chỉ cho em như này thôi. Thôi lùi ra thôi. Thôi đi ra thôi. Lùi. Thôi mình cứ đi ra ngoài kia một đoạn đi cho nó vui. Một đoạn chạy xuống dốc xuống giếc hướng dẫn thì tí nữa em đi xuống dốc, em đi khỏi Sapa đúng không? Đã. Em lái đúng không? Thôi. Hả? Đi đâu được? Thế à? À không, đang bảo là lùi xa đây thì quá. Ừ, thôi đi ra thôi, mình đi về thôi. À, đi ra ngoài đường thôi. Mình hơi hồi hộp, chết rồi. Dù mình ngồi ra sau rất nhiều người rồi, nhưng mà ngồi sau tay lái của một cô gái xinh đẹp thì luôn luôn là bị hồi hộp hơn bình thường quá. Đấy, bây giờ mình chạy cái đường chạy một tí, chạy xuống xuống Sapa đi, xong rồi chạy lên.
Chứ chạy lên Oki Hồ thì nó không có chỗ quay đầu nhiều, thì phải chạy lên tít trên đỉnh mới về được. Lại phải lên đỉnh, mệt lắm. Con này lái gớm đấy. Quay lại chạy xuống Sapa, đường mà mình vẫn hay đi ăn buổi tối thôi. Ra thì chạy xuống dốc thì cứ chạy đúng làn đường của mình, chạy từ từ thôi. Em có biết cái cờ fork ở trên cái này là gì không? Em không luôn. Cái này là nó sẽ cái điểm đỏ này này. Ví dụ mình đang xuống dốc nhiều nhé, mình phanh lại thì nó sẽ bị giật ngược người lại đằng sau đúng không? Thì cái điểm đỏ nó sẽ giật ngược lại đằng sau. Mình cua sang bên này nhiều thì người mình nó bị văng sang bên nào ấy, thì điểm đỏ nó chính là người mình. Vâng. Điểm đỏ nó càng ở giữa thì tức là chạy nó càng ổn định. Vâng. Và người ngồi sau nó không bị mệt, không say, không lắc nhiều. Thì nó mới gọi là cái điểm G đấy. Đấy, vâng. Điểm G đấy. Vâng. Xe nào cũng có điểm G không ạ? Hay phết. Nói chung là chạy xuống cái đường này thì cứ đi từ từ xuống. Hoặc là tí nữa lúc mình về thì em cứ đi sau xe anh là được. Được. Anh phóng nhanh thì em phóng nhanh, còn anh đi chậm thì em đi chậm, không sao cả. Em mua xe này được bao lâu rồi nhỉ? Chắc là 7 tháng. Úi giời. Đã đi xa nhất là đi đâu rồi? Em chạy 3 chuyến Hà Nội ra. Hà Nội Quảng Ninh thì nó chỉ là đường thẳng thôi đúng không? Vâng. Không có gì quá khó cả. Mà cái đường 5B thì nó cũng vắng. Lấy bằng lâu chưa? Em lấy bằng 6 năm rồi. Ui. Bây giờ mới lái. Nhưng mà bây giờ mới lái đúng không? Nhà cái sở bay là mới quan trọng, chứ còn lấy bằng lâu hay không thì đúng. Nó cũng thế. Chính xác. Mà sao em lại chọn xe này? Thì em thích thương hiệu này mà. À. Cả đọc nhiều các cái review, thấy tính năng rồi các thứ rồi. Thế mà bây giờ mới biết cái tính năng đấy. Nội thất đẹp rồi, nói chung là em ưa hình thức lắm. Thấy nó đẹp. Thực ra mình chỉ cần xe đẹp thôi đúng không? Chứ còn lái lướt các thứ hay hay không thì nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì mình có đi đâu mà phải lái hay đâu. Mà hôm nay về xong biết thêm một cái tính năng lùi chuồng thế là. Nhưng mà đấy là nó mới là lùi vào chuồng dọc nhé. Còn ghép ngang nữa cơ. Chính ra là ghép ngang nó mới khó. Ghép ngang khó hơn ghép hơn dọc. Là ghép dọc. Hay là mình tí nữa mình sẽ tìm đến một đoạn ghép ngang, mình thử ghép ngang xem như thế nào. Ghép ngang thì thậm chí là anh lái anh còn ghép nó còn lởm cơ, chứ đừng nói là đến phụ nữ. Ví dụ đi ăn trên phố thứ là ghép ngang nhiều ghép lắm ngang sẽ. Ghép ngang nó sẽ cần hơn. Cái chỗ quán cà phê A2 cái gì ấy. Qua hả? Cái chỗ nó sẽ đỗ dọc cái bờ ấy. Nhiều cái chỗ ghép ngang. Năng ghép ngang nó sẽ là cái thứ rất là cần cho phụ nữ lái ở trên phố. Chỉ nghe thử qua đây ghép ngang được, nhưng mà chỗ này ngắn quá, chỗ này không vừa được. Mà nó lại lên vỉa hè nữa. Những cái xe đời trước ấy, thì cái việc vào số là mình phải chủ động. Nó chỉ báo thôi. Đến đời này thì là nó tự vào số tiến lùi cho mình. Chỉ mình chỉ vào phát ban đầu thôi. Những S-Class mới thì có thể xuống cả xe. Nó cũng rất hay ở cái chỗ là ví dụ mình đỗ ở trong những cái hầm, cái điểm hai bên nó hẹp quá ấy, thì có thể gọi xe ra hoặc là mình căn chuẩn thẳng xong rồi mình ấn để cho nó tự nó chui vào. Cái đấy thì không phải S, mấy cái xe Hyundai đời mới cũng làm được. Đấy, hôm nay hết sương rồi, rõ ràng thành phố rồi. Em trời phát kia đi, từ từ thôi. Em đi từ từ lên thôi. Yeah, hai cái xe trước mặt đây. Đi từ từ qua bọn nó. Đi hết sức từ từ qua bọn nó. Thôi qua mất một chỗ rồi nhưng mà không sao. Đi hết sức từ từ qua chỗ này, từ từ thôi.
Rồi, chọn đi, chọn P đấy. Rồi, rồi, em cứ chọn luôn. Nó đang có, bây giờ có người đằng sau, có xe đằng sau à? Đây này, nó đang báo đằng sau này. Đây, có thằng kia kìa. Rồi, được rồi. Thôi kệ nó, đừng kệ nó thôi, cho nó đi thôi. Rồi, P đi, ăn P đi. Rồi, lên R đi. Đây, rồi, bỏ ra. Để ý nha. Ơi, khéo kìa, có thằng đằng sau nó đằng sau cũng đang lùi này. Xin cẩn thận. Ôi, sợ quá. Ôi, nhìn nó rất là nhanh luôn. Ừ, nó rất là nhanh. Đấy, nó lùi vào chỗ này. Nó lên cả vỉa hè. Ôi, ôi. Ui, mẹ. Sợ phải đai à. Xong rồi. Nhưng mà nó sát quá. Nhưng mà nó sợ sát đúng không? Vỉa. Ừ. Nó sát vỉa em cảm thấy như kiểu lốp nó lốp nó chạm vào vỉa ấy. Không không, nó vì là có mấy cái kìa, mấy cái bậc lên xuống. Ừ. Mình xin nó cho ra, nó có cho ra không? Đấy, ui. Từ từ. Đây này. Rời khỏi chỗ đỗ này. Vâng. Nhìn xin nhà đã vào đi. Rồi bỏ tay ra. Nhớ. Đang có rất là nhiều xe đi đến nên nó chưa đi được. À, đây rồi, em bám rồi, bám vào rồi, ừ. Đấy. Ui, mẹ sợ không ạ? Sợ mày đây. Mẹ là mình vòng về rồi nhỉ? Sợ mày. Nên là nếu mà mình dùng cái này, cái máy nó chỉ một phần thôi, mình vẫn phải quan sát để mình sẵn sàng phanh khi mà nó vâng. nó có vật cản là mình phải phanh. Thực ra là dùng cái tính năng này ở trên phố là sẽ không dễ đâu. Vâng. Bởi vì là trên phố thì nó luôn luôn rất là đông. Để em vòng vào đây, em quay đây, vòng qua cái này, vòng quay đầu lại. Qua cái tủ đen, quay đầu lại, chạy về thôi. Ờ đấy nhá, một cái video rất là ngắn này. Bạn này là bạn ấy thực nghiệm cái chế độ gọi là tự lùi chuồng ở trên phố ở trong bãi đỗ xe, trên xe GLC 200 phố Matic. Em chào khán giả cái đi trắng ô tô, thỉnh thoảng mới có phụ nữ lên kênh thôi. Vinh dự quá. Toàn như là mấy thằng đực với nhau thôi, chán lắm. Yeah, bye bye. Ủng hộ kênh rất là nhiều. Sắp nha. sắp